Ôi, mến chào cả nhà nha. Hôm nay em đóng bò cho khách thì lâu quá không làm video, nên là làm video về mấy cái bò giới thiệu cho anh em luôn nha. Đây là bò inox các loại các kiểu. Đây là ống 50, còn này là ống 60. Là đẹp cho xe và đặc biệt dùng như những xe có trục bô thì càng hay nữa đó. Kích thước thì để đo cho anh em xem nha, đó là 20 nè, 40 nè, 60, 80, tổng chiều dài nó có khoảng cỡ 1 mét, tới cái đoạn cong này nó khoảng cỡ 85 phân 85 90, lên này nữa là khoảng 1 mét tổng chiều dài đó nha. Thì anh em mà muốn ngắn thì về cắt bớt, cắt bột cây là ngắn thôi ha, muốn dài khó nhưng muốn ngắn là rất đơn giản đó. Hai thằng này kích thước như nhau, chỉ có là khác nhau là ống 90, ống 90 và ống quên ống 60 và ống 50 thôi. Còn đây là bô thông dụng cho tất cả loại máy cày nha đó. Bô này cũng vậy luôn, 50 60 thì có đủ. Số này cũng bị đóng cho khách. Rồi, trên kệ cũng còn rất là nhiều nha cả nhà nha. Đây 50 60, mấy cái này là một bao cổ bô này, nó có cái bao lưới chống nóng luôn rồi nha. Đây là bô cua ta, toàn bộ cái kệ là cua ta, bô riêng cũng có luôn. Nói chung là bô thì nó chuyển qua là nó cái ống thoát hơi thôi ha. Anh em mua về mà lỡ nó không vừa thì mình cắt cái ống sắt mà làm cái semi bỏ vào để chạy thôi, không có gì hết nha. Chứ cả nhà đòi mua mà phải giống y chang của xe mình nữa thì hơi khó. Thì trường hợp lỡ nó rộng hơn là mình cho cái bạc vào ha, nhỏ hơn mình xiết cổ dê. Ok, ở nhà cần bô thì liên hệ số điện thoại rồi liên hệ số của vợ em để cho nó dễ, 0984721284. Em chuyên phân phối cung cấp mấy cái dòng bô này ha, đặc biệt là đồ thủy lực này, rất là nhiều. Nhà em bán ở kho nên hơi bề bộn. Ok, cảm ơn cả nhà đã luôn tin tưởng và ủng hộ Nghĩa trong thời gian qua. Chúc cả nhà ngày mới thành công và nhiều niềm vui. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh của em nha. Chào tạm biệt.